thưa quý vị và các bạn, khoảng những năm 90 của thế kỷ trước, các trạm tin hay còn gọi là trạm đọc báo đứng là một điểm đến quen thuộc, một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân thủ đô. Người ta tìm đến đây để cập nhật những thông tin mới nhất. Và cho đến nay, dù đã có nhiều thay đổi, song đọc báo đứng vẫn là một phần tâm hồn, một nét đẹp trong văn hóa đọc của người dân Hà Thành. Trước cổng một số tòa soạn, trụ sở công an vẫn tồn tại những trạm báo đứng, nơi các trang báo in với thông tin mới nhất được dán lên. Hiện nay, độc giả chủ yếu của các trạm báo đứng là những người cao tuổi, đặc biệt là các cụ ông đã nghỉ hưu. Thấy nhớ nét văn hóa Hà Nội xưa, họ lại tìm đến các trạm báo đứng, chờ những trang báo mới nhất được dán lên, cẩn thận đọc từng tin rồi mới yên tâm trở về nhà. Ngày nào cũng có tham gia những buổi chạy ở đây, đạp xe ở xung quanh bờ hồ này, đấy, xong đọc báo ở đây xong về nhà. Đây nữa là như kiểu là một cái món ăn tinh thần mà mình không thể thiếu được. Ngày nào bác cũng phải tham khảo. Thời kỳ khó khăn, không phải gia đình nào cũng có điều kiện mua báo. Để cập nhật tin tức mỗi ngày, người Hà Nội tìm đến các trạm tin. Trạm tin còn là nơi để những người có cùng thói quen gặp gỡ, ôn lại những kỷ niệm xưa cũ. Những người tìm đến đây không phải không có tiền mua báo, mà với họ, đọc báo đứng đã trở thành một phần tâm hồn của người Hà Nội. Tôi hàng ngày là vẫn qua đây đọc báo. Nói chung là chúng tôi gì nói chung ở nhà thì tất cả các thứ vô tuyến các thứ là đều khó cả, mạng cũng khó nhưng mà thường là thói quen rồi. Như là coi lên bờ hồ là hôm qua coi báo là xem qua, coi các cái thời sự trên báo đăng các thứ. Thích mà xem báo, nên còn sàn đứng mình thường thường là đi các tòa soạn xem, không cứ ở đây mà cả báo Nhân Dân mình xem. Thời gian cứ lặng lẽ trôi giữa thủ đô nhộn nhịp và hiện đại ngày nay, vẫn còn đó những người ngày ngày tìm về lối sinh hoạt xưa cũ, vẫn còn đó những người lưu giữ nét đẹp trong văn hóa đọc của người Hà Thành, văn hóa đọc báo đứng.